Bây giờ có gì đâu, mày có tao đây là gì? Mày cứ ngồi đây, tao đây nói chuyện thôi. Mày ngồi đây đi. Mày ngồi đây đi. Bây giờ từ lúc đó anh kêu chị như thế hả? Bây giờ anh kêu dạy mày như nào hả? Xong mày còn năm nay rồi. Tao đã bảo tao bây giờ tao thôi tem, tao liên lạc thì mới bọn mày, nhưng mà bọn mày thì gọi tao đây là. Thế bây giờ tao hỏi mày nhá. Mày bị gì có nói bây giờ mày bảo là tem luôn á. Nói là mày biết là bây giờ tao với bọn mày em thì sao nữa bây giờ. Tao nữa bây giờ bọn mày thích làm thì tao làm luôn đi. Thế bây giờ mày bảo mày làm gì? Thế sao nhà chị Thư tao mày làm gì? Mày cứ tao nhé, chứ không có tem mày á. Mày làm gì em hả? Mày thay đổi đi thôi, làm gì? Sang tao sau này bỏ hai đứa chúng mày đi ra xin lỗi cho tao. Và nhìn mày chúng mày thay đổi chị tao như nào? Xin lỗi! Tao kéo hết của xin. Ôi, do tao xin lỗi chị Thư, tại sao mày không xin lỗi đi? Nó không xin lỗi được đâu. Nhưng mà xin lỗi thay đổi với chị Thư. Thay đổi đi. Thay đổi đấy. Thay đổi không hả? Chị là mày tao. Mày thay đổi không? Tao bảo mày chúng mày có đi xin lỗi chị tao không? Xin lỗi. Kìa bây giờ tao không quan trọng nữa. Thì hôm nay tôi có gọi anh Hoàng lên thảo ra rồi đấy. Bây giờ bảo nó xin lỗi anh kia với chị Thư chứ. Bây giờ mày ăn chưa cãi kia với chị Thư thế sao được? Đánh đi hỏi gọi nó sao đi. Bây giờ tôi sẽ gọi nó ra đây nói chuyện luôn. Bây giờ ấy phải bắt nó xin lỗi anh kia với chị Thư. Nó bây giờ nó làm em. Bây giờ nó nói láo với chị Thư gì? Nghe thế mà thằng Hoàng nó vẫn bênh con nó mới được chứ. Đấy, nó yêu con Thảo nó chặt bình. Bạn cứ gọi nó sang đây nói chuyện xem nào. Để tôi gọi sang đây. Alo. Mày chờ ông yêu mày ra ngoài đây tao nói chuyện nào. Thì mày cứ ra đây nói chuyện chứ. Ra quán nước ơi. Mày ra quán nước nhá. Cả hai đứa luôn ra đây nói chuyện. Thì mày cứ ra đi rồi mà tao nói nhá. Ra luôn nhá. Ra đi. Nó bảo nó đang ra đấy. Được bắt nó xin lỗi được. Chứ không để yên như này được. Còn nhỏ mà tự nhiên chửi cả anh Kiên với chị Thư nữa. Thế đó là anh chị nuôi mình bao nhiêu năm nay. Thế mà nó bên công yêu nó rồi nó nói anh Kiên này nọ. Gì luôn. Thằng này nó kiểu bảo nghiêu nó ở suốt đời. Anh em mình không ra là gì cả. Em là gì. Đấy bạn thấy đấy. Vì người yêu nó bảo rồi tem đấy. Nó bảo không làm rồi đấy. Thằng này cũng nặng vừa thôi chứ. Nó vì đàn bà như thế mà nó chắc là mình thấy hơi đàn bà rồi nên là đấy. Đó. Bây giờ có gì đâu, mày có tao đây là gì? Mày cứ ngồi đây, tao đây nói chuyện thôi. Mày ngồi đây. Mày ngồi đây đi. Bây giờ từ lúc đó anh kêu chị Thư thế hả? Bây giờ anh kêu dạy mày như nào hả? Xong mày còn năm nay rồi. Tao đã bảo tao bây giờ tao hơi tem, tao liên lạc thì mới bọn mày, nhưng mà bọn mày thì gọi tao đây là. Thế bây giờ tao hỏi mày nhá. Mày bị gì có nói bây giờ mày bảo là xem luôn á. Bây giờ con này là người yêu của tao, nó ở với tao suốt đời. Thế bây giờ anh kia là gì mày? Anh kia bây giờ tao không quan trọng nữa. Mày xem nó quan trọng hơn gì à? Mày bây giờ thì đưa sai thì đưa bảo xin lỗi tao. Tao bắt tao xin lỗi thì gì? Thế bây giờ tao hỏi mày lần cuối, bây giờ mày có xin lỗi chị không? Cái mua này có biết không? Này không xin lỗi mày im chúng mày đâu. Chúng mày rồi. Này bây giờ anh tao cho lỗi lại đấy. Này mày ngồi im xuống. Bây giờ tao không có chuyện thế nào. Này tao không có chuyện gì đâu. Mày nói thì tao không xong đâu. Cứ nghĩ đơn giản thế à? Không tao nói thì phải gì? Mày với thằng này không có lỗi á? Mày bảo không có lỗi á? Mày mày không có lỗi phải xin lỗi tao chứ đâu à? Cái gì? Xin lỗi gì? Nó làm sai với chị Thư chứ không phải là chị Thư làm sai với nó. Nó nói là mày biết là bây giờ tao với bọn mày em thì sao nữa bây giờ. Tao nữa bây giờ bọn mày thích làm thì tao làm thôi. Tao kéo con đừng gọi ơi. Thế bây giờ mày bảo mày làm gì? Nhà mày sang nhà chị Thư tao mày làm gì? Bây giờ mày bảo mày rời tem đúng không? Hả? Tao bảo tao rời tem đúng không? Tao rời tem. Mày bị con đàn bà này mày không có lại em hả? Mày cứ tao nhé, cứ không có tem mày á. Mày làm gì hả? Mày nên làm gì hả? Mày thay đổi đi thôi. Làm gì? Nó sang tao sau này bỏ hai đứa chúng mày đi ra xin lỗi chị tao. Và nhìn mày chúng mày thay đổi chị tao như nào? Xin lỗi. Con đéo hết của xin. Cái gì mà đừng nghĩ hay xin lỗi đi của mày mà xin lỗi tao luôn. Thấy gì không?
mày có đi không? Mày dần dần yêu mày sao đi? Đi tao bảo là tao đi không mày không nghe à? Này, mày đốt xuống mày đưa mày đi đi lên. Ôi trời đi là chị Thư hết tao đi. Sao mà sống chó thế con? Hả? Tao đi nói không ấy là do chị Thư. Chứ tao cái loại thằng tự nhiên gây ra từ đâu? Này, anh do mày ấy. Do ai? Ôi do tao xin lỗi chị Thư. Tại sao mày không xin lỗi đi? Nó không xin lỗi được đâu. Nhưng mà xin lỗi thái độ của chị Thư. Thái độ đấy không? Nhưng ra được đấy. Thái độ không hả? Chị là mày tao. Mày nào? Thái độ luôn. Tao bảo mày, chúng mày có đi xin lỗi chị tao không? Tao xin lỗi. Mày chúng mày cũng đang giúp bố à? Hả? Nếu để chiến đâu? Chúng mày thích thế nào? Còn mày thích rồi. Đánh nó làm gì? Tay ra. Mày mẹ hai chó này. Mày gọi tao ra để đánh tao à? Này, bọn tao nói chuyện nhà với bố mày ấy. Do bố mày. Bố anh kia sắp đi thì chúng mày chết. Bây giờ anh Kiên đốt xuống mày như nào không hả? Mày nghĩ là gì? Nó là con chùa đấy nhớ. Chị Thư ghét tao rồi bây giờ toàn đổ lỗi tao, toàn bắt mẻ tao bây giờ tao. Này chị Thư không bao giờ ghét mày, cho mày thay đổi với chị Thư. Nói chung là nó, mẹ xem người yêu nó quan trọng hơn mà. Bạn mẹ cứ để nó đi. Mẹ anh em sống bao nhiêu năm nay bây giờ vì công là bà mày đốt xuống anh Kiên như thế. Thôi giờ đi bây giờ anh em chị Thư luôn đi. Rồi, anh em nhớ mày nhá. Tao nhớ đây. Rồi mai sao đừng có hối hận nhá. Đừng có quay về bảo là em xin lỗi các thứ nhá. Tao có biết chơi được xuống mày làm sao? Kể như nào tao cũng tao. Mày để xin lỗi. Ủa mới nói chị Thư mới nói chỉ một thời gian đầu thôi. Sau này mẹ nó cho ác kích thì nó quay đầu thôi nhá. Sau này. Đấy là chuyện của tao, không phải chuyện của hai đứa mày. Nên là hai đứa mày. Rồi bây giờ nó nói thế rồi. Tao như nào kề tao. Rồi. Bây giờ chó này cũng nặng mà. Đấy, mẹ cảm ơn chưa? Gọi tao ra để đánh tao như thế à? Này, bọn tao không thể đánh chúng mày. Bọn tao nói chuyện thực tế là hỏi cái gì hết trơn. Bọn này bọn tao nói chuyện thực tế mà mày đừng có nói. Mày không biết thực tế đâu. Như nào? Bây giờ bọn tao nói chuyện thực tế. Mày đi ra. Đừng tay lên đâu. Mày sao hả? Mày sao hả? Hả? Chúng mày đi nhau. Mày tin tao quả kia ra đây đánh cho mày trận được không hả? Kìa kìa. Còn bây giờ nha. Ai đi xa xin lỗi luôn. Mày không sáng ấy, thì mày cầm đồ mày cút khỏi nhà tao luôn. Mẹ tao nhéo thằng ở đấy bắt tao. Sơn quần gì, sơn quần gì nó cũng mang đồ cút mà. Thế hôm nay mày không sáng xin lỗi, mày cầm đồ cút luôn. Đừng để bọn tao thấy mặt mày nhà. Mày chó đánh nặng. Cút nặng phải đấy. Nghe hiểu một gì? Hay thật. Bây giờ đấy, anh em sống nhau bao nhiêu năm nay, mẹ vì công đàn bà như thế. Nghe hiểu bây giờ nghe nó cũng bảo đấy, nghe bây giờ nó binh binh yêu nó đấy. Mà bênh được mãi không? Tao bảo là mày hoàng ạ, à, mày bênh được yêu mày là ai không? Một thời gian thôi con ạ. À. Anh em bọn tao sống với mày ấy, lâu hơn cả con người yêu mày. Em bảo nó, anh em bảo nó là xin lỗi chị Thư một câu đi, nó cũng xin lỗi. Bây giờ nó cứ thay đổi như thế. Mẹ nó bảo là chị Thư xin lỗi trước. Ai làm sai? Nó làm sai chứ ai làm sai? Thôi kệ nó, mẹ tôi đi về đi.